Kim bài thái tuế, vật phẩm hộ thân, hóa giải vận hạn của năm. Trong phong thủy, thái tuế là một trong những thần sát lớn nhất trong năm. Thái tuế là mộc tinh, vận hành cứ 12 năm được một vòng, tương ứng với vị trí của 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mỗi năm thái tuế đến một phương, tương ứng với vị trí con giáp ngự trị của năm đó. Năm 2021 Tân Sửu, thái tuế tại Sửu là Dương Tín Đại Tướng Quân. Như vậy, trong năm 2021, con giáp nào bất luận là phạm thái tuế hay xung thái tuế, thì năm đó cũng chắc chắn gặp nhiều bất lợi, sự nghiệp nhiều trắc trở, nhiều bệnh tật. Vì vậy, biết để mà nghênh thái tuế thì mọi việc sẽ hanh thông, nếu lỡ không biết mà bị phạm vào thì hung họa khôn lường. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, trong năm 2021 phạm hại thái tuế. Người tuổi Ngọ trở nên vô cùng bận rộn dưới sự tác động của cục diện hại thái tuế. Đến cuối tuần cũng có công việc phải giải quyết, nên thời gian nghỉ ngơi dành cho cá nhân hầu như là không có. Xét về phương diện tài lộc, bản mệnh thường xuyên phải chi cho những vấn đề bất chợt xảy ra, nên khó có thể tích lũy được một khoản khả quan. Về phương diện tình cảm, người đã kết hôn hoặc đang có mối quan hệ, bạn cần phải giữ khoảng cách với người khác, nếu không dễ đẩy tình cảm của mình đến bờ vực tan vỡ. Bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật, tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo, vân vân. Để hóa giải, ta sử dụng kim bài thái tuế, giúp những người phạm vào thái tuế hóa giải vận hạn trong năm đó, che chở và hộ mệnh để xua đuổi tà khí do thần sát gây ra. Mang theo kim bài thái tuế cũng như mang theo chính thần hộ thân bên mình để hóa giải vận hạn và cầu thêm bình an, may mắn. Mặt trước kim bài được in hình thái tuế tinh quân năm 2021 là Dương Tín Đại Tướng Quân để nghênh đón thái tuế, hóa giải hạn của năm, mang lại may mắn cho người gặp hạn. Bên dưới có khắc tên và hiệu của ngài, mang ý nghĩa nghênh thái tuế, hóa giải vận hạn. Mặt sau được khắc hình của phù thái tuế để nghênh đón thái tuế, giúp tịch tà hóa sát. Phía dưới được khắc mốc lục thập hoa giáp và hình con giáp của năm. Sử dụng kim bài thái tuế đặt trong ví, trong túi sách, trong ốp điện thoại rất tiện lợi và dễ sử dụng, luôn mang theo bên mình để hóa giải vận hạn cho người phạm thái tuế. Ngoài ra, để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên kết hợp sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Để đặt hàng, quý khách vui lòng thực hiện một trong ba cách sau. Cách 1, liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 091-199-8682 hoặc 0986-707-892. Cách 2, để lại họ tên, số điện thoại, năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cách 3, đặt hàng trực tiếp tại fanpage Facebook Phong Thủy Thạch Linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video vật phẩm sau.